Thưa quý vị và các bạn, đây là con rắn bò vào trường trung học cơ sở Kỳ Sơn thuộc xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, rồi bị mắc vào lưới của sân tập thể dục. Rất may các thầy giáo đã kịp thời phát hiện, bắt giao nộp cho cơ quan chức năng. Bước đầu xác định cá thể rắn trên thuộc loại rắn hổ mang chúa, dài hơn 3 mét, nặng 2,6 kg, thân rắn có màu đen. Hiện Dương quốc gia Vũ Quang đang tiếp tục theo dõi chăm sóc, sau đó tiến hành thả cá thể rắn hổ mang chúa về môi trường tự nhiên. Rắn hổ mang Chúa thường gọi hổ mang vua là loài rắn độc thuộc họ rắn hổ, phân bố chủ yếu trong các vùng rừng rậm trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Loài rắn này đang bị đe dọa do mất môi trường sống và được liệt kê là loài sắp nguy cấp trong sách đỏ IUCN từ năm 2010.